Podcast lan tỏa yêu thương chủ đề phụ nữ yêu. Xin chào quý khán giả và đặc biệt gửi lời chúc hạnh phúc và xinh đẹp gửi đến chị em phụ nữ nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 hôm nay. Và cũng xin gửi lời chúc đến hai người phụ nữ năng động, tự tin và xinh đẹp đang bên cạnh Đăng Khôi, đó là cô Mỹ Tâm và Ngọc Nữ. Chào Đăng Khôi, xin cảm ơn lời chúc của Đăng Khôi. Nghe lời chúc của em, cô thấy là thêm tự tin và yêu đời hơn. Và chắc chắn các chị em phụ nữ đang nghe chương trình cũng đang mỉm cười và rất hạnh phúc với Đăng Khôi. Dạ, em mong mỗi ngày chị em phụ nữ đều hạnh phúc vì chị em phụ nữ chúng ta xứng đáng nhận lấy điều này. Và mà hôm nay á, cô thấy không, Ngọc Nữ trầm tư sao cô nhỉ? Ngọc Nữ hôm nay đẹp nhưng mà hơi trầm tư. Em cảm ơn cô và anh Đăng Khôi. Anh Đăng Khôi cũng rất là tinh ý. Em đang suy nghĩ không biết làm sao để những lời chúc của anh trở thành hiện thực mỗi ngày ạ. Wow, dễ thôi mà em. Như chủ đề hôm nay em thấy đó, thì phụ nữ, anh nghĩ là họ những bông hoa xinh đẹp đúng không? Những bông hoa xinh đẹp thì mình cần được yêu thương, chiều chuộng. Chính vì thế anh nghĩ là phụ nữ luôn được yêu thì họ sẽ luôn hạnh phúc. Đang Khôi nghĩ cũng đúng đó, nhưng quan trọng là yêu như thế nào. Đúng rồi. Dạ, em cũng băn khoăn điều này nè. Và trong chương trình ngày hôm nay thì cô có thể chia sẻ cho em và Đăng Khôi cũng như là các chị em phụ nữ đang lắng nghe chương trình về điều này không cô? Cô nghĩ là tình yêu là sự rung động giữa hai con tim, sự hòa hợp đồng điệu giữa hai tâm hồn. Và biểu hiện của tình yêu đó là cảm xúc rất là mạnh mẽ và sự chia sẻ đồng cảm, che chở với nhau, gắn kết, ấm áp và luôn khích lệ, luôn sửa chữa những sai lầm của người yêu của mình, điều chỉnh để mình hoàn thiện hơn. Và những cái người đã yêu nhau thì họ có một cái niềm tin mãnh liệt về nhau. Như vậy thì nếu mà chúng ta muốn yêu và được yêu thì chúng ta phải tùy theo đối tượng, tùy theo tình hình, tùy theo điều kiện và hoàn cảnh cụ thể để chúng ta nói là hai người đó họ yêu như thế nào. Chứ tình yêu không có một cái mẫu số chung chung mà nó tùy theo mỗi người. Ví dụ như là một người người ta làm việc á, thì ngày 20 tháng 10 người ta muốn là có một bó hoa nào đó để trên bàn làm việc. Với cái lời chúc mừng 20 tháng 10. Nhưng mà trong những cái gia đình nông dân chẳng hạn thì bác nông dân đi cày thì bác ấy chỉ chọn những cái quả nào thật ngon, thật đẹp để đem về biếu bà xã đang nấu ăn ở nhà. Thì đó cũng là một cái tình yêu rất là được ngưỡng mộ. Em nghĩ rằng là có những cái tình yêu nó chỉ cần giản đơn thôi. Đúng rồi. Có những điều mà như hai người yêu nhau, họ hiểu ý nhau, họ thông cảm, họ chia sẻ với nhau, đồng cảm với nhau. Ở trong đó có cả sự hy sinh nữa. Cái sự hy sinh đó sẽ làm cho tình yêu của hai người càng càng được thăng hoa hơn. Đúng không cô? Khi mà tình yêu một cách đến một cách chân thành đó thì họ không nghĩ, như em nói là đó là sự hy sinh. Nhưng mà cái người trong cuộc họ không nghĩ đó là hy sinh. Chỉ có mình ở ngoài thì mình thấy đó là sự hy sinh. Nhưng mà cái người trong cuộc á, cái người làm cho người kia đó, thì họ cảm thấy rất là hạnh phúc khi làm được cho người yêu điều này điều khác. Thí dụ như là một cái người phụ nữ mà yêu cái người đàn ông của mình ở nhà đó, thì họ sẵn sàng làm hết mọi công việc ở nhà, và thậm chí họ làm những cái việc rất là tỉ mỉ cho người đàn ông. Ví dụ như là họ cắt tóc cho chồng của mình, ví dụ như là họ cắt móng tay móng chân cho chồng của mình. Thì cái điều đó thì người khác nhìn vô nói là trời, làm gì mà quá đáng vậy, trời, làm gì mà chăm chút, làm gì mà hy sinh dữ vậy. Nhưng mà bản thân họ không thấy đó là hy sinh, mà đó là điều hạnh phúc khi cắt cái tóc cho chồng mình và nhìn ngắm và thấy anh ấy đẹp quá dưới cái bàn tay cắt tóc của mình. Thì cái điều đó, cái người trong cuộc thì họ không nghĩ đó là hy sinh, mà và cái trái tim của họ đem trao cho nhau rất là chân thành. Vâng, điều đó mang đến chúng ta sự ấm áp. Đúng trong rồi. Tình yêu nó ngọt ngào quá, nó bởi vì nó đến những cái sự bình dị giản đơn và nó xuất phát từ con tim yêu thương và cái sự nuôi dưỡng tình yêu giữa hai đối tượng với nhau, đúng không cô? Đúng là cái sự nuôi dưỡng tình yêu á, thì như Đăng Khôi nói á, là luôn luôn lúc nào mình cũng phải duy trì cái nuôi dưỡng cái tình yêu. Rồi, bởi vì á, có nhiều người họ yêu trong cái tuổi trẻ xong rồi họ kết hôn rồi họ quên nuôi dưỡng. Và chính vì họ quên nuôi dưỡng cho nên là cái mất đi cái tình yêu rất là đẹp.
mà họ nghĩ là đã sở hữu với nhau rồi thì không cần nuôi dưỡng nữa. Đã sở hữu với nhau, đã là của nhau rồi thì hiểu nhau quá không cần nuôi dưỡng nữa. Thì một tí nữa chúng ta sẽ nói về cái sự nuôi dưỡng trong tình yêu bằng cách là làm mới mình như thế nào. Nghe cô Mỹ Tâm nói về việc nuôi dưỡng và làm mới mình của người phụ nữ thì bản thân Đăng Khôi cảm thấy rằng người phụ nữ muốn làm mới mình thì phải luôn yêu thương bản thân mình nhiều hơn, đúng không Ngọc Nữ? Dạ, cái câu hỏi này của anh đó thì em cảm thấy là anh rất là thương phụ nữ đó. Và điều anh nhắc nhở người phụ nữ là phải biết yêu bản thân mình. Nhưng muốn làm được điều này là phải học đó anh. Đúng rồi. Dạ, riêng bản thân em cũng vậy đó, từng vấp ngã và cũng từng quên mất cái bản thân mình đi một thời gian. Ồ, em đã từng vậy luôn Ngọc Nữ, anh không ngờ đó. Vì hiện tại anh thấy em là người phụ nữ nè, rất tự tin, năng động. Sẵn chương trình hôm nay á, nói về phụ nữ thì em có thể chia sẻ với các chị em phụ nữ đang lắng nghe chương trình được không? Dạ, em cũng rất là sẵn lòng, nhưng mà ở đây mình cũng có thêm cô Mỹ Tâm, chuyên gia tâm lý và tình yêu nữa nè. Đúng rồi. Lát nữa thì cũng mong là cô sẽ nói về điều này. Còn riêng bản thân em chia sẻ thì trước tiên á, để em yêu bản thân em hơn, biết yêu mình hơn á, thứ nhất là dạ, thì em phải thay đổi cái suy nghĩ của mình. Đúng vậy. Nghĩa là yêu mình trước hay là yêu người khác trước? Ừ. Vì phụ nữ hay suy nghĩ rằng là mình yêu người ta trước thì họ sẽ yêu mình. Nhưng mà thực sự mình còn không yêu mình thì làm sao người khác yêu mình được? Giống dạng như em nói là phụ nữ hy sinh đúng không? Dạ. Cho đi và mong sẽ được nhận lại đúng không? Dạ. Cho nên là lời nhắc nhở là phụ nữ mình phải biết thương mình. Và cái điều thứ hai đó là mình đừng cứ cố làm hài lòng người khác. Đúng rồi. Đôi khi chúng ta phải mãi cố đi làm hài lòng người khác mà mình bỏ quên chính mình. Đúng rồi. Như thế là chúng ta khiến cho mình rất là mệt mỏi, áp lực. Vậy nên là thay vì cố gắng làm hài lòng tất cả thì em sẽ tập trung vào những người mình thực sự quan tâm. Đúng rồi. Để đi mình làm. Ừ. Cái điều thứ ba thì là cái điều mà em là rất là nỗ lực lắm mới làm được. Đó là em phải biết chọn điều gì quan trọng nhất trong hiện tại. Ừ. Ví dụ như sức khỏe nè, hòa khí của gia đình hay là vững vàng về tài chính. Thì qua rất là nhiều khó khăn em thấy rằng là khi mình đã chọn được cái điều quan trọng cho mình làm trong hiện tại thì mình sẽ thấy là mọi việc nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Và khi mình có vững tài chính rồi thì mình có thể là chọn cái điều làm cho gia đình mình được hạnh phúc. Còn đối với cô Mỹ Tâm thì sao? Cô có thể nói cho chúng em biết là cái cách nào mà cô yêu bản thân mình. Đến bây giờ cô vẫn rất là xinh đẹp và lạc quan. Cảm ơn em, cảm ơn Đăng Khôi. Cô nghĩ là mình cũng có một số cái trải nghiệm trong tình yêu, trong tình bạn, và cũng có một số trải nghiệm trong nghề, và cũng thường nói chuyện về phụ nữ chúng mình. Thì cô thấy là cái giá trị của người phụ nữ của mình á, không phải là mình là ai, mình ở vị trí nào, mà cái giá trị của sống của mình á, của người phụ nữ á, thì luôn luôn đặt ở cái giá trị là tình yêu của mình như thế nào. Thì mình yêu người và mình lan tỏa tình yêu, lan tỏa cảm xúc tích cực đến mọi người xung quanh. Và như em đề cập là mình yêu bản thân mình trước hay là mình yêu người khác trước, thì cô nghĩ cô cũng rất đồng cảm với em cái việc là mình phải yêu bản thân mình, lo chăm chút cho bản thân mình. Nhưng mà khi yêu, hai cái sự việc này hình như nó hòa quyện với nhau. Tức là yêu và được yêu, cũng như là yêu người trước hay là yêu mình trước, nó luôn luôn là kết chặt và nó hòa quyện với nhau. Tại sao mình lại nói như vậy? Tại vì cô thấy khi mà mình yêu người đó đó thì mình luôn luôn muốn mình mới hơn, muốn mình lạ hơn, muốn mình tốt hơn. Như vậy trong lúc yêu cái người đối diện thì mình đã làm cho mình mới. Mình trân trọng người ta thì mình phải làm cho mình mới. Mình yêu thương người ta thì mình phải làm cho mình xinh đẹp. Và mình quý cái tình yêu đó thì mình phải càng ngày càng điều chỉnh mình để mình luôn luôn có giá trị trước người yêu của mình. Thì cô nghĩ hai cái đó nó hòa quyện nhau. Và rõ ràng là cái yêu thương á, thì mình trao hết cái tình yêu, nhất là người phụ nữ Việt Nam của mình. Cái truyền thống của người phụ nữ Việt Nam mình á, là yêu hết mình, yêu chân thành và yêu hết mình. Nhưng mà mình phải lưu ý một điều là khi mình yêu thương thì mình phải để cho người khác thấy cái ý nghĩa của cái việc yêu thương của mình. Mình đừng bao giờ để cho người khác nghĩ, nhất là cái người yêu của mình, nghĩ là cái điều đó là điều đương nhiên. Thì họ không còn trân trọng mình nữa. Mà cái sự trân trọng đó phải càng ngày càng được phát triển thì tình yêu mới bền vững. Nghe cô và Ngọc Nữ chia sẻ thì Đăng Khôi cảm thấy chủ đề hôm nay của mình thực sự quá ý nghĩa. Yeah. Như chủ đề chúng ta từ đầu đã nghe và thấy rằng là phụ nữ yêu. Yeah.
Kính thưa quý vị, phụ nữ thì bản thân họ là luôn có một cái quan niệm và cái đức tính gọi là yêu gia đình, tiếp sau đó là mới yêu bản thân. Mà bản thân Đăng Khôi muốn nhắn gửi đến cánh mày râu chúng ta là tại sao chúng ta không thay đổi suy nghĩ là phải yêu phụ nữ. Đúng không cả nhà? Đúng rồi đó. Yêu nhiều hơn, thông cảm, chia sẻ nhiều hơn, quan tâm đến cảm xúc của họ nhiều hơn. Hãy làm cho người phụ nữ của cuộc đời mình đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Đăng Khôi đã đọc được thông tin trong một bài phỏng vấn. Khi một nhà báo hỏi về quyết định sáng suốt nhất trong đời là sáng lập Microsoft hay thành lập tổ chức từ thiện quy mô lớn, Bill Gates, một trong những tỷ phú giàu có nhất thế giới, đã trả lời: cả hai đều không phải, mà quyết định thông minh nhất của tôi là tìm được người phụ nữ phù hợp để kết hôn. Và có một tỷ phú Mỹ cũng đã từng nhấn mạnh, quyết định quan trọng nhất trong đời người là kết hôn với ai chứ không phải là đầu tư vào cái gì. Câu trả lời thú vị của Bill Gates và lời khẳng định bất ngờ của một nhà tỷ phú đó đã nói lên vai trò, tầm quan trọng của người phụ nữ đối với phái mạnh. Người xưa đã có câu, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, như một lời khẳng định về vai trò giữ lửa hạnh phúc của phái yếu trong gia đình. Bởi vậy, người đàn ông không có lý do gì mà không quan tâm, yêu thương người phụ nữ của mình nhiều hơn. Em cảm ơn những cái chia sẻ của anh Khôi, và cũng cảm thấy rằng là người phụ nữ mình, như cô đã nói đó, là mình có cái giá trị riêng của mình, mình đã được nâng cái giá trị của mình lên, cho nên là mình cũng phải nên yêu thương mình nhiều hơn. Đúng rồi. Và cô ơi, khi mà nghe anh Khôi chia sẻ những cái suy nghĩ của mình đại diện cho cánh mày râu, thì cô có thể chia sẻ một cái điều gì đó gửi gắm trong trái tim của người phụ nữ ngày hôm nay không? Xin phép Đăng Khôi và Ngọc Nữ, thì hôm nay sắp chạm đến 20 tháng 10, cô cũng thấy lòng mình nó xao xuyến. Nói chung là mình thương mình và mình thương những người phụ nữ, cho nên là mình muốn chúc chị em phụ nữ là luôn luôn yêu mình, luôn luôn tự tin, luôn luôn làm việc gì cũng đạt tới cái ngưỡng của nó. Và chị em phụ nữ mình là như những trang sách mới, mà cánh mày râu khi mà người ta lật đến trang nào đó, người ta thấy thú vị đến trang đó. Người ta lật đến trang nào á, thì người ta thấy quyến rũ, người ta thấy đây là những điều phải khám phá. Thì mình sẽ là nâng cái giá trị của mình lên rất là cao. Thì qua đây cô cũng muốn chia sẻ một số cái đoạn thơ của nhà thơ nữ Lê Thị Kim. Cô ấy là một cái nhà thơ, một họa sĩ, một kỹ sư rất là tài năng. Thì cái bài thơ có những cái đoạn như thế này mà cô rất là thích. Tình yêu không là gió, chợt gần rồi chợt xa. Tình yêu không là cỏ, mọc lan man thềm nhà. Em có một tình yêu mỏng manh như nhánh lá, em có một tình yêu như sóng ngầm biển cả. Anh bất ngờ như bể, đến lặng thinh như tờ, vẫn lành như chim sẻ, bắt em ngồi làm thơ. Tại anh, chỉ tại anh, em dễ quên dễ nhớ, nhìn chỉ cũng hóa thành gương mặt anh rực rỡ. Đang ăn cơm bỗng hát, giữa giấc ngủ mỉm cười, em bất thường lạ thật, bắt đền anh ơi. Wow, dễ thương quá Ngọc Nữ ơi. Dạ, bài thơ mà cô Mỹ Tâm vừa gửi tặng giống như là cái nỗi lòng và sự ngọt ngào dành cho chị em phụ nữ ngày hôm nay đó. Đúng rồi đó em. Kính thưa quý vị, tiếp nối sự lan tỏa yêu thương trong tình yêu đối với những người phụ nữ Việt Nam tuyệt vời như thế, nhân dịp 20 tháng 10, Đăng Khôi xin chúc các bà, các mẹ và các chị em luôn mạnh khỏe, cả một đời bình an, hạnh phúc trong cuộc sống, và là chỗ dựa tinh thần, là động lực cho cánh mày râu chúng tôi tiếp tục cố gắng mỗi ngày. Em cảm ơn anh Khôi, cảm ơn cô Mỹ Tâm đã đặc biệt trao tặng cho quý khán thính giả cũng như các chị em phụ nữ ngày hôm nay những điều rất là tuyệt vời. Em cũng chúc cô luôn xinh đẹp, luôn mạnh khỏe, an nhiên và lúc nào cũng có nhiều cái năng lượng để trao cho các chị em phụ nữ trong ngày hôm nay. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta sẽ luôn ở trong trái tim ấm áp của nhau, thật hạnh phúc nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.